Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động hatchback bản full. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá của i10 thời điểm tháng 11 năm 2023. Thì cái thời điểm này cũng là một cái thời điểm khá là nhạy cảm, nó chuẩn bị kết thúc cái thời điểm giảm thuế 50% lệ phí trước bạ, đó là hết tháng 12 năm 2023. Thì đây cũng là một cái thời điểm phù hợp mà xe vẫn còn và giá vẫn tốt để cho anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Sang thời điểm tháng 12 thì chính sách giá có thể thay đổi, có thể tăng, tại vì là thời điểm đó quý khách hàng sẽ sử dụng xe cũng như là có nhu cầu sử dụng xe nhiều hơn, cũng có thể là chạy thuế. Bọn em trong ngành ô tô và em gọi cái đơn thuần là chạy thuế. Để thì dĩ nhiên là khi có nhiều khách hàng mua thì lúc đó giá nó sẽ tăng cao hơn một chút rồi. i10 phiên bản này thì bên em đang bán với mức giá đó là 435 triệu, và hiện tại chính sách giảm giá cho quý khách hàng đó là giảm 25 triệu và còn 410 triệu. Với những màu xe như là màu xe có sẵn bên em như màu đỏ, màu trắng, màu vàng cát, và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó rơi vào khoảng 440 triệu cho phân khúc xe hạng A phiên bản cao nhất, cũng là một cái giá khá là phù hợp. Và cái chương trình hỗ trợ khuyến mại của đại lý cho quý hàng đó là bộ tặng một bộ phim kích nhiệt trải sàn da. Phim kích nhiệt thì bên em bảo hành 15 này, trải sàn da, bọc vô lăng da, và chương trình tặng bảo hiểm vật chất hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ 1 năm cho quý khách hàng trả thẳng hoặc là trả góp. Thì với cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi, chỉ khoảng hơn 0,6% trên một tháng đó, cho 12 tháng đầu, và những tháng sau thì rơi vào khoảng 0,85 đến 0,9%. Và thậm chí có những cái ngân hàng mà em có hỗ trợ cố định lãi suất cho quý khách hàng, nó là khoảng 0,75% cho 3 năm đầu, cực kỳ là ưu đãi. Thì quý khách hàng có thể cân đối cái tỷ lệ vay trả góp tối đa cho chiếc xe 10 này, đó là 80% giá trị xe đó. Thì những cái công nghệ nổi bật của i10 thì em có thể kể đến trong phân khúc, đó là công nghệ cảm biến áp suất lốp này, rồi công nghệ đèn định vị, rồi có ga tự động cruise control phù hợp cho quý khách hàng đi đường dài, và tay nắm cửa được mạ chrome cũng như là khương, thì được chỉnh điện và gập điện. Màn hình của i10 được trang bị với kích thước là màn hình AVN 8 inch, có hỗ trợ định vị do Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Thì cái này thì giúp anh chị có thể định vị này, rồi thì tìm những cái dẫn đường phù hợp. Trên chiếc vô lăng bọc da này thì có những phím như là tăng giảm âm lượng này, đàm thoại rảnh tay này, có đèn nổ start top này. Rồi ghế của i10 thì được trang bị hoàn toàn là ghế da. Đặc biệt thì là có cửa gió điều hòa ghế sau, cũng nổi trội hơn các đối thủ trong phân khúc. Và đặc biệt i10 có một cái kích thước vượt trội, đó là dài, rộng hơn và có chiều dài cơ sở tốt. Thì anh chị có thấy là cái khoang hàng ghế phía sau của i10 rất là rộng, rộng hơn tất cả các đối thủ trong phân khúc, thì giúp cho anh chị có một cái khoang hành khách cũng như khoang hàng ghế phía sau rộng rãi, thoải mái. Đó. Cửa gió thì được trang bị kèm theo cổng sạc USB. Phần đuôi xe thì i10 có xây kính hậu và có camera lùi định tích hợp sẵn, kèm một cái không gian cốp trong khu hạng A như này cũng khá là rộng rồi. Đó, anh chị có thể để được những cái đồ đạc cũng như là vali phục vụ những cái chuyến hành trình dài. Cảm biến thì được trang bị đó là hai cảm biến lùi để phục vụ cho quý anh chị trong việc đỗ xe hoặc là lùi chuồng. Đó, nhờ màu xe sẵn giao của i10 thì em cũng có những màu trắng, màu đỏ, màu vàng cát, thì anh chị có thể liên hệ số điện thoại em để trên màn hình để em có thể
cung cấp được thông tin chính xác về giá, về tình hình trả góp cũng như là quà tặng khuyến mại được rõ hơn và tư vấn chi tiết cho quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.